Giá vàng thế giới hôm qua tiếp đà giảm trong bối cảnh nhà đầu tư đang thận trọng chờ mức giá tốt hơn để mua vào. Trong nước, giá vàng của các thương hiệu đứng yên do thị trường còn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Giá vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 5 triệu đồng một lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC niêm yết như sau: mua vào 79 triệu đồng một lượng, bán ra 81 triệu đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLC 4 số 9 mua vào 7.670.000 đồng một chỉ, bán ra 7.770.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang Kim Long KLC 24 carat mua vào 7.570.000 đồng một chỉ, bán ra 7.750.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp Kim Long KLC 18 carat mua vào 5.300.000 đồng một chỉ, bán ra 5.600.000 đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng theo niêm yết của ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 24.660 đồng, bán ra 25.030 đồng; đô la Úc mua vào 16.476 đồng, bán ra 17.191 đồng; euro mua vào 26.832 đồng, bán ra 28.327 đồng; bảng Anh mua vào 31.917 đồng, bán ra 33.302 đồng; Yên Nhật mua vào 166 đồng, bán ra 175 đồng.